Hello, chào mọi người đã trở lại trên nó mình là game của anh đây. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Minecraft nha mọi người. Thì ở đây có hai ai da, ở đây ở trên mình có hai chiếc hòm các bạn thấy không? Đó, hai chiếc hòm đó, số hòm số 1 và số 2. Có hai vật phẩm để phân biệt cho hai cái con special được sử dụng trong lần đầu tiên này. Tại vì video lần trước thì trong một ngày thì chưa đủ được 10 ngày này, chỉ được 7.700 like thôi. Nên thành ra là trong tập này sẽ có một thay đổi luật chiêu xíu. Đó chính là hai con special sẽ được đưa vào sử dụng. Và mọi người đừng quên like cho clip này được 10.000 like sớm nha. Chứ không là con tiếp theo sẽ là WT nó sẽ được hưởng đó nha các bạn. Lỡ mình nghi giận này nó thua tiếp nên mình nói vậy thôi. Nên là các bạn nhớ like thật nhiều clip này nha. Và mình chúc mọi người xem video thật vui vẻ nha. Hello, chào tất cả mọi người. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Nhớ để lại một like, một subscribe cho qua. Và nhớ ủng hộ Gia Ti bằng phím số 2 để hôm nay Gia Ti thắng. Đó, bây giờ mình sẽ nói hai chiếc hộp ở trên có nghĩa là gì. Một chiếc hộp số 1 và số 2. Số 1 có thể là con gì, một Lunala Special hoặc là Sunrise Special. Mình là người bỏ vào trong đó nên là WT sẽ là người được chọn trước và mình sẽ được chọn sau nha mọi người. Vậy vì mình bỏ mình biết cái con nào trong đó nên là mình sẽ để WT lựa chọn và WT sẽ chắc chắn sẽ không biết đâu mọi người. Đây ê mày leo nó mày nhìn đúng không? Mình chưa nghe tiếng mở hòm. Rồi ok. Giờ WT sẽ chọn số 1 và số 2 để là người sở hữu để từ từ chọn nó chứ. Ai ơi cho đừng mở nha, phải chọn trước mới được mở. Ơi có mở đâu. À, số 1 và số 2 để được sở hữu, một là Lunala Special, hai là Solgaleo Special. Hai con được sử dụng trong quả lần này đó chính là đập trong quả Buckball và quả Ultrabit nha mọi người. Rồi giờ thì chọn đi, suy nghĩ kỹ vô. À, chọn số nào đây ta? Chọn số số 2 là số của Yeti. Thôi chọn số 1 là số. Trời ơi, mày chọn mày đổi ý núp. Số 1 là gì ạ? À? Quăng ra cho mọi người coi. À thấy rồi, Yeti đã đeo trên lưng rồi. Wow, cái này là gì đây? Ê, của Yeti mà. Lunala, ok, cái trả này đây, là trả trội núp gì đây hung dữ. Đó, còn trong này là sao? Gì? Ok, trong đây đây là hai cái vật phẩm mà kỹ năng Z để cho hai con Special được sử dụng. Đó chính là Yeti sẽ được con Lunala Special và One sẽ được con Solgaleo Special. Và mình đã có được con Solgaleo level 80 đầu tiên nha các bạn. Và núp Yeti có chưa? Núp Yeti đã nhận được chưa? Cái này là chưa là có, nhưng nó bị thì có chưa quăng lên cho mọi người coi coi phải không? Ủa đâu rồi? Ok, Yeti thì đã được con Lunala Special nha các bạn. Đó, hai con này sẽ được vô trong trận chiến và cái cục này chắc chắn là cho con Solgaleo để sở hữu rồi các bạn. Đây Solgaleo của mình đây, con đầu tiên. Cái gì trời ơi, sao tự nhiên ban tổ chức lại đưa cho mình con mèo vậy? Rồi xong luôn rồi các bạn, được con kia là con đại bàng, còn mình là con. À? Cái gì mà tí hon vậy? Rồi xong luôn. Ok, chúng ta sẽ cưỡi con này đập lúc kìm lóc thôi. Bắt đầu, let's go. Quên có con xịn nhá, đâu rồi. Ui, ra các bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Đi đi đập lúc kìm lóc đây. Ok, ok. Đó. Hãy chờ bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Trời, ủa xong mình là có duyên với những con tí hon hay sao các bạn? Đó. Đây là ngồi trên con này đập lúc kìm lóc luôn à. Đập chậm lắm, nó về đập trên nó con nói chậm lắm. Mình xuống đất mình đập cho nó nhanh các bạn. Ôi, Giratina, yeah. Xuống đất luôn cho rồi. Mình sẽ cho con ui, chú tể Solgaleo đi theo mình để cho nó hên các bạn. Ây da. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Hình như nó đang mất máu, không phải. Đó. Còn ba đầu. Nhanh thương quang mới được. Hai Solgaleo vô đi. Đừng có ra ngoài, con núp Yeti. Mà núp Yeti có Lunala Special mà. Nên trận chiến này sẽ được có tên là trận chiến Special nha mọi người. Đó là do là Yeti chọn trước và mình không có sắp xếp gì cái chọn nha. Nên là rất là công bằng đúng không? Ui, một con Drowdon. Ui, Yeti được cái con Katakana xây nề luôn. À, mọi người đừng quên like thật nhiều cho mình nha. Like và đăng ký nha. Ơi, con sói kìa, con chó kìa. Ui, Yeti nè. Trời này quanh có rồi nó. Ô, cái trận này đập hình như huyền thoại hơi bị nhiều quá. Ô, Firuma. Ôi đẹp ghê, các bạn công nhận Firuma rất là đẹp luôn. Con đó là dế mèn Fuluki mà. Jirachi à? Ô, con này bự quá. Úi trời. Ủa con này chạch 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 biết vậy?
Có lẽ lần... Ôi trời trời trời, lần đầu tiên đọc hôm nay hơi hên đó các bạn. Không chúa không che à? Không chúa không che. Dead UA. À, Kaoren, tao có Kaoren, có Rexira mày vậy. Ủa, còn ai kia? Wow, yeah, ok, các bạn đã có Rodon vàng rồi các bạn ơi. Đã có Rodon Shiny rồi. Ê hả? Ha. Rất là đơn giản luôn. Chắc là hôm nay mình sẽ xin cái trận thắng nữa thôi. Thôi, mình phải về cho ngủ đập trước qua. Ờ quên, mình phải quay về đập chứ. Ủa, cái tới đập cái màu xanh trước hả? Ờ, qua đập cái màu vàng trước. Ồ, vậy mình đập cái màu vàng mình cũng hay giống như qua. Con bò đầu tiên. Con thứ hai là gì? Ờ, à, sắp đót. Thôi bay luôn, bắt được rồi. Ôi, Mewtwo, Mewtwo. Mewtwo hơi bị mạnh luôn. Hôm qua mình dùng có hai con mà đánh bại vậy, đúng là dễ dàng thật. Mewtwo đó các bạn, sức mạnh của Mewtwo rất là mạnh luôn. Cái giờ đội hình bình thường, JT có con. JT có con ta Necro luôn mà quýnh không lại qua anh mà. Wow. Tapu Fini. Green Love hả? Ồ, Zedrom nè. Ơi, con tâm hợp. Gì, Sackmory. Ôi, chưa có con gì. Có vẻ hình như mình là đang bị kén, nó không ra con Necro cho mình hay sao các bạn. Và mình đâu có kết hợp với con Special chỉ cho nó lỗ. Tại vì Special rất là mạnh nha các bạn. Nó mạnh hơn con Shiny luôn á. Không có kết hợp làm gì, nó biết con thường rồi sao? Trừ khi có kết hợp mà nó biến thành con à. Ôi trời, đập cái này nó cần câu hả? Lần đầu tiên mới biết nha, lúc kia Fishing Rod hả? Để mình câu nó gì tiền coi. Gì, câu câu gì? Không tới các bạn ơi. Đây là Fishing Rod luôn, wow. Dục luôn. Tự nhiên đập cái này lại ra cái cần câu, khó tin thiệt chứ. Ô, Red Sea Ram hình như Shiny nè. Tao bắt mày luôn anh úp. Tao bắt mày vô bóng luôn á. Ôi tao lượm hai trái bóng của mày. Ôi lại lại Zerora nè các bạn. Hôm qua thì ra Zerora Special. Mình đã được có giải là Zerora Special nhưng mà vì cái lượng là chưa đủ nên thành ra là không thể. Mình đã đưa cho núp JT được, nhưng thôi hôm nay thử sự công bằng là cả hai đều được các bạn. Đó là cái con mà lần trước, cái giải lần trước hai người à, mình đã chiếm hết giải rồi nên là cho chút công bằng. Chứ không, núp JT là cái mà đang hiếp nữa. Cái gì vậy núp? JT lên đây rồi. Ờ, tao lên rồi như bộ. Uuuu, cái con chú Hề nè. Rồi đâu rồi? Ôi, bữa giờ tao giải con đó đâu hết. Lâu lắm rồi đó. Ủa gì vậy? Hop 3 hả? Để mình quýnh hop 3 thử coi các bạn. Kỹ năng chết coi. Wow, kỹ năng chết một cái chết luôn các bạn ơi. Xuân Leo mạnh lắm các bạn ơi. Con gì đây? Swampert. Đúng. Rumble. Ủa vậy ta đập hết chưa? Đập hết rồi sao lẹ vậy ta? Ủa lẹ hot 3 Shiny nữa nè. Bay ra xuống nè. Ủa đập ba đầu. Ủa lẹ cái giếng. Ủa con Regis Steel đẹp dưới trời. Coi như level 40 các bạn, nhìn nó đẹp ghê. Gì vậy, Chikorita? Con đó có dạng special rất là đẹp nhưng mà mình chưa thấy. Marowak. Đây, cô móc level 9. Uuuuh, Elon Rico. Ôi, bự mà đẹp ghê luôn. Xây này màu cam nhìn đã quá à. Nhìn đúng đã luôn. Ê, trời, nhảy xếp chết luôn. Ủa, tao có con gì quá rồi. Như con gì? Ông vít. Mimito hả? Ui, mình mới được đi Agassini cũng được. Mình chứ sao mình hình như combo lần này của mình toàn là những con nhỏ con không à? Đâu rồi? À, hộp, đây. Ơi lộn hô ô. Tao có con ông vít đèo anh coi không? Đâu, quăng coi coi. Ui, lại con này nữa các bạn, chú hề ma quái nữa nè. Ui, đẹp ghê. Ủa, không coi hả? Ui, để quanh bắt cho. Con vô. Khoe cho cố vô, chuẩn bị mình đập được thôi. Trời, cái con Kadabra này nhìn nó cặp cái mũ nhìn ngầu ghê không? Lên nào. Mình rep. Quay trở ngược lại đây hả? Trời, tao đập xong hết hai hàng rồi núp ơi. Mình đập gì lẹ chứ hả? Thôi, lần nào lên trên đây cũng đứng đợi núp JT hết các bạn. Ui, cái Athena nữa nè. Ui, lại con ốc vít nữa nè.
À, đứa không có, đứa lần không ra mà đứa ra hai con luôn. Ui DLC kìa. Ui DLC nữa hả? Ủa sao hên vậy ta? Ui inventory luôn, để mình quăng bóng trước để mình bắt của NPT các bạn. Đó hình như mình bắt được con đó rồi. Hình như mình bắt được một con của NPT rồi sao á. Con gì? Mình quăng cái bóng nó mất tiêu luôn rồi ta. Xong thấy trở lại vậy. Gì Charmander. Ôi núp chậm chạp. Ui này ba con. Ôi mình đạp xong mấy này nó ra con tí hon không à. Con này sao mày bay dữ hả? Ôi cao rem. Khổng long nè. Giratina. Camori. Camori sao nhiều vậy? Một đùi luôn á. Nãy giờ cũng bị, quanh bị mấy lần. Ui Luna la level 80 các bạn. Nhưng mà nó là con thường rồi chứ không phải này. Mày nhìn. Ơi, cái mẫu máy phi công tôi cho mày á. Thôi không thèm đâu. Volcanion nụ đẹp ghê không? Một cái viên. Cái gì? Bỏ đồ xuống. Sơn người leo xe này. Wow. Trời ơi, trời ơi. Xe này có special quá. Đó, vậy là chúng ta có thể dùng shiny với special nha mọi người. Yeah, mình dùng hai con Sơn người leo luôn các bạn ơi. Vàng chơi. Cái gì? Có hai con khẻ khác nhau mà. Nè, special nè, shiny nè, trời ơi, con shiny nó bự. Wow, nhưng nó không có thể bằng được cái con special được các bạn ơi, special đẹp quá các bạn. Cực đẹp luôn các bạn nhìn nè. Đó bạn thấy không? Ủa, Luna là trời ơi, cái gì vậy trời, số hay sao á. Ơi mình vừa được con Sun leo, nó beauty được con. Ôi các bạn nhìn nè, ở đây con Luna, beauty được Luna. Wow, tập này hơi bị đã luôn. Cái gì vậy? Gì kỳ vậy? Vô nào, vô nào. Hình như GT bị lỗi bắt được. Trời ơi, đừng bị lỗi bắt không được chứ. Rồi, GT bắt được rồi, quá đừng có mơ. Bây giờ mình được con Luna Light Shiny luôn rồi, mình chơi luôn nha các bạn ha. Gì đây? Zmu nè. Một cái nè. À, cái con Mimikyu nó có một khả năng là bất tử một chiêu các bạn. Bất tử một đòn. Như mình chơi kỹ năng Z nó không chết luôn á. Nó kiểu như nó có hai mạng. Cái gì vậy? Combo biết vậy? Ghê, nhìn bên đây mày đọc luôn hả? Núp. Tao chưa kịp đọc mày đọc Raigat luôn hả? Nhớ tên nó mà. Ui, Yara Shiny nè. Wow, level 80 nha. Ui, mình có Lunala nhưng mà là con Lunala thường. Kệ nó không sao. Trận chiến hôm nay là trận chiến Katana các bạn ơi. Yeah, đạo quá. Ê, lâu rồi không thấy con Katana. Ê, Katana hình như có dạng special. Hình như Katana có dạng special các bạn. Mà không biết có không nữa. Để mình hỏi admin đó. Ủa lại Yara Shiny nữa nè. Ủa Wood Wall Shiny. Yeah, tí nữa mình sẽ chơi con Yara Shiny nha. Yeah, giờ thì hết bóng rồi. Ủa quên gì đây? Glacian na 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 na. Ôi hôm nay là chiến thắng GT nữa rồi. Qua sẽ chiến thắng GT, không cho GT thắng được Quan đâu mọi người. Cứ yên tâm. Và mọi người đừng quên là comment số 1 cho Quan nha. Vì núp GT ở tuốt lúc bên kia sẽ không qua được. GT chỉ đứng bên màn hình phụ thôi, không thể nhìn thấy được. Mọi người nhớ comment số 1 hoặc nhiều cho Quan nha. Để cho Quan thắng núp GT lần này nữa mọi người. Thắng núp GT chơi, núp GT chơi cười cho đã mọi người ơi. Trời, GT làm cái gì vậy? GT làm cái gì vậy? Kêu gọi số 2 cho GT. Nè, ốc chích nè, những ốc chích của bắp. Còn Manta, Charmander. Gì đây? Ủa lại Ho-Oh, các bạn lâu lắm mình chưa chơi Ho-Oh nha. Ok, bắt được rồi, Ho-Oh rất là đẹp. Magina. Boy Blair. Ale. Ô con Golem nè. Ủa lại con Celestia. Hình như mình. Ê, tao bỏ kỹ năng Z vô là chơi được rồi nè. À, bỏ kỹ năng Z là quấn được luôn. Mạnh lắm, cực kỳ mạnh luôn. Ui lại Yelora nữa các bạn. Ủa? Ơi, hôm nay mình nãy không đánh thử. Mạnh ghê luôn. Cực kỳ khủng luôn á. Quấn một con hiền thần một cái. Làm sao lại bắt được con hồ này? Trời ơi, mày quăng bóng mày xả nha nó. Skizer. Khủng long nè, con khủng long nè. Ôi con phi cơ này. Gadivore. Ui, Mikuro các bạn ơi. Ôi, quên có rồi. Ui, sao đây ta. Rồi, ok. Mình sẽ dùng con gì Mikuro kết hợp với lại con Sun Galaxy này. Kỳ quá quá. Kỳ gì đâu, không có kỳ. Nó chưa tắm nên không cần kỳ đâu nó bà. Trời
chơi vậy? Chơi đâu, nó gọi là trận chiến special thì vẫn có con bạn special quanh dư mà, thì quanh chơi thôi. Không chơi vậy được hết, giờ GT được con Necro để GT chơi. Trời ơi, ngay phút cuối cùng thì chúng ta được những gì chúng ta mong đợi các bạn. Đó, la 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 la. Cái gì? Ui, Lugia Shiny. Đẹp quá. Ôi, cái gì vậy? Rồi xong luôn, lần nào cũng vậy hết á. Chắc là lên xe bay theo quá. Rồi luôn, mất luôn rồi các bạn ơi, lần nào cũng vậy luôn á. Kỳ á. Bắt đi quá, bộ. Đang bay theo. Đang bay theo các bạn ơi. Đâu rồi, đâu con này to quá. Ủa kỳ vậy? Ơ chết luôn các bạn ơi. Mất luôn rồi. Rồi xong luôn. Trời ơi các bạn ơi, mất luôn rồi, chưa kịp bắt nữa mất rồi. Xa quá các bạn, ở đây là trên trời mà. Không thấy gì dưới hết á, nó mất luôn rồi. Rồi xong luôn. Trời ơi trời, lần nào mình ra con đó mình bắt không được nữa nha, cái con Lugia khỉ này. Chứ mình xóa con Lugia luôn, không cho con Lugia ra luôn. Nghĩ sao ạ? Lần nào cũng vậy hết. Giờ tiền vẫn mất được. À mà cái thì mất con Lugia lần. Lần nào cũng vậy hết mọi người, lần nào mình ra con Lugia mình cũng không bắt được hết á. Ờ, Raikou nè, tức ghê luôn á. Chứ không là núp GT sẽ thua với mình rồi. Núp GT nhìn đáng ghét thật chứ. Hello One. Bố là, bố là không. Giờ mình BVB bằng tay luôn, khỏi đánh Pokemon luôn. Quýnh tay luôn. Cái gì? Quýnh bằng tay luôn, ai chết người đấy là thua. Vô nè, chạy hả, để quanh cầm cái kia này, bố đầu núp GT. Đó, bố đầu GT cầm bóc, bố đầu qua thì quanh cầm cục này, bố đầu cho GT vô cái tù của Ryzen của con, hấp 3 luôn. Tao cầm cục sắt. Không có kiếm đâu, có kiếm đập GT. Đập GT mai còn không chết nữa đó. Ok các bạn ơi, chúng ta đã chuẩn bị để hình xong rồi, fan của anh đâu dơ. Số 1 cho anh biết là các bạn đã sẵn sàng. Sẵn sàng, yeah. Các bạn hãy nhảy một điều nhạc. Tăng 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 tăng. Số 1 game của anh vô địch quýnh bại núp GT. Vô địch thúi. Của anh về, ấy lộn GT về chỗ GT đi. Đây là cái con Sơn cái liêu cục cưng của mình. Còn bên đây là có con núp Lunala Special. Núp, đây là núp Lunala Special nha mọi người. Còn đây là Pro Sơn cái liêu Special. Yeah, chúng ta sẵn sàng chưa hả? Núp. Rồi, mình sẽ gặp con Gerora đầu tiên. Rồi, chơi quýnh luôn người vũ trụ. Người vũ trụ và chú mèo máy thông minh. Ôi, không được rồi, theo rồi, GT lên giùm hộ cái, qua cái. Để đó cho nó tự đánh nhau kìa. Có gì đang chế độ gì đây, ok. Vô đi, mèo máy vô địch. Rồi, mèo máy vô địch, quýnh nó đi, mèo máy vô địch. Này không thấy mèo máy đâu các bạn, mèo thiệt á. Này là con báo luôn chứ không phải con mèo nữa, không biết con gì luôn á, mà nhìn nó giống mèo quá. Mà mình thích con mèo nữa chứ. Ôi nhìn cái điện của nó, nhìn nó là bá chủ của vô điện luôn á. Đây là anh em với anh vô thời điện. Quấn nó đi, báo nó. Núp cái tim mày về cho mày không, mày qua sân tao hả? Báo nó đi mèo. Để cho nó giật đó. Hấp kép rồi. Không được rồi. Khó ghê thiệt luôn á các bạn. Lên đi nấp. Con quăng ra ngoài. Vậy nó mất hình rồi. Khổ ghê em mà. Được rồi. Ủa, mỗi lần BBB với mấy con mụ này là cái phiên bản này nó bị lỗi tùm lum hết các bạn. Mình nhìn nó Pokemon đẹp quá nên mình mới chơi á. Quăng ra ngoài đi, để qua target chưa? GT target vô, GT nhìn chỗ con kia mà GT nhấn chữ V á. Không được, chữ V của tao là cái gì? Nhấn liên tục vô, nó bị dính hết cây á. Không được. Cây quá trời. Sao cây vậy? Sao bình thường với One V không được hả? Chất option. Mèo, quýnh nó đi mèo. GT đổ con khác cho GT, con đó nó không chịu quýnh nhau. Giờ mình lấy con khác nha, mình lấy con khác mình quăng ra trước rồi. Cho cái con đó, nó, mình chọn cái con cũ nha. Quăng con khác ra, quăng con số 2 á, con vị trí số 2 á. Vô ra. Ok, bây giờ áp kép nè. Áp kép vô đi rồi đổi. Đổi sao? Đổi cái con đầu tiên ra con Gerora, còn kia đây là con DLC á. Nó
mất luôn ta. Ê, đây có rồi nè, có rồi nè. Đó, được rồi. Trời ơi. Bữa sau ông nhớ nha. Các bạn nhớ nhắc qua anh nha các bạn. Trời khó ghê luôn đó. Giờ nó ngồi nó ở đầu mình luôn, con mèo này Dũng Duyên thiệt chứ. Đít chợ bằng một cái đó. Đó các bạn thấy chưa, vua họ điện nè, nghe tê tuổi đâu. Ơi cái gì vậy, xong này hình như ngang tài ngang sức các bạn ơi. Trời ơi tức quá, mình bị quýt chết trước rồi. May là mình nhanh nhẹn hơn. Mèo máy vô địch, mèo máy vô địch, không phải lộn, có này là mèo mèo bá vương các bạn. Mèo bá vương hưu, trời ơi đẹp ghê. Ui con hưu, hình như con hưu, con hưu mình đấm một cái chết luôn nè, chắc với các bạn luôn á. Cá chết luôn đi. Chết rồi, con hươu này mạnh quá. Mất lượt. Yeah, đấm chết tiên nó bị mất lượt. Chiêu thứ hai, con đó mình phải chiêu chỉ phải tin thôi. Ở with go là bị phe rồi, chứ bị thôi. Thôi thả cái đó chim bỏ dở. Được rồi, chết tiên cho con đó đúng không? Đã agi ra. Trời ơi, sao tàn là mấy con tèo téo không nhờ. Quên có đi ra cái gì luôn, ghê thiệt. Drop time, bye bye. See you again, again. Bye. Ủa không được luôn. Trời, đánh không được luôn trời. Ủa sao drop time không được? Yeah. Ủa gì á? Chết các bạn, sao quýnh không được, quýnh mình cá chết luôn kìa. Ủa gì á? Đánh kiểu gì á mày? Kêu Moon Blast không? Moon Blast mạnh lắm luôn. Có 95 đa power hả? Ờ 95 mà còn kêu à nữa chứ. Nó bị tê xạo ghê thiệt chứ. Sao đâu phọt coi. Chứ nhiều chứ cái con kia 95 mạnh biết... lắm đó. Nhưng mà biết bao nhiêu máu tao đánh lệ gấp đời. Đi Aga xây đì cũng không lại các bạn ơi. Cái gì vậy? Con hưu mạnh quá à. Con hưu này của siêu nhân cao hay sao á. Cái gì vậy ta? Chết rồi, thua rồi. Cái ghê trời. Không biết mày ra mày có giúp gì không. Con sư tử kết hợp. Ôi, xin lỗi mày, tao có mỗi một chiêu đó có đam thôi. Chết rồi các bạn ơi. Ok. Xong phim. Tưởng không quýnh được nữa, chắc nghỉ luôn á. Xong phim. Chết rồi, lần này GT nó 1, nó cân 3 luôn các bạn, chơi gì nổi nữa. Ghê, yeah, quá ghê, đi ra. Trận chiến special mà lạ vậy nè. Aura Speed, Tà Ra còn Speed, Row of Time, chơi chiêu nào rồi. Chết rồi. Chết, nó mạnh quá các bạn ơi. Mình bị kỵ hệ rồi. Aura Speed, Fighting, yeah, giờ tí thắng rồi. Con này không yeah. có chiêu các bạn ơi, nó kết hợp xong nó yếu nhớt rồi, xong luôn, quýnh gì nổi nữa. Yeah. Ủa? Máu cái đã. Gán gượng sống được chút nào hay chút đó các bạn ơi. Ok. Yeah. Hồi máu hoài vậy trời, trời ơi. Còn có một điểm. Kỳ vậy? Rồi quýnh ra cái này đi. Phải cầu kéo quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình like cái nữa nè. Trời ơi. Rồi được rồi, hay quá. Cái gì kỳ vậy? Cầu kéo được lúc nào hay lúc đó các bạn ơi. Ráng rỉa máu đi. Giờ mình quýnh được hai đòn nữa là mình. Con này quýnh không lại các bạn ơi. Tại vì nó bị mất skill rồi. Ủa sao nó quýnh mình một lần hai cái luôn vậy? Ok, chắc là lần nào không biết hồi máu được không đây. Ok. Ôi, mày quýnh gì vậy sao quá? Hết chiêu rồi, có 5 chiêu rồi mẹ ơi. Nhưng mà hình như là mỗi lần hồi máu nó bị mất máu nhiều hơn hay sao mày? Chứ sao nữa. Thôi cho tao quýnh cái nữa đi. Cố lên. Trời ơi, con này thất vọng các bạn, Dialga lại thắng. Tại vì con này của mình kết hợp chứ nó không có skill. Chán thật chứ, bây giờ sao đây ta. Ai, hy vọng đâu đơn ráng làm nên kỳ tích các bạn ơi. Chú tệ ra. Thôi ráng đi các bạn. Ráng đi, chúng ta không thể thua được. Ủa cái con Sugar Leo xe này mới đâu rồi luôn, con này mình lại quên chọn skill. Không phải quên chọn con có skill. À mình có một con chứ mấy. Chán quá. Ê cái con Ủa sao quýnh không được rồi vậy. Rồi luôn, trận này chúng ta bị thua. Thua một cách nhục nhã rồi các bạn ơi. Nghi thua rồi. Ủa con thương cô leo special mày đâu rồi? Chưa ra, đang núp. Đang núp các bạn. Thôi vậy tao cho con special. Chết rồi, con này ra nghi đập một cái mình đi luôn sành anh luôn rồi. Không biết có đủ nổi không ta.
Đủ đủ mà sức đánh con này không ta? Giờ thì sẽ chơi kỹ năng ghép. Chết rồi. Cầu trời cho này. Xong. Rất may các bạn, mình đã dụ cho tí kỹ năng chết xong rồi. Bây giờ hy vọng là mình sẽ đánh kỹ năng chết nó chết luôn các bạn ơi. Một cái đi, làm ơn một cái con Lunala chết đi. Mình mới có cơ hội các bạn ơi. Cơ hội lật ngược. Thôi luôn, Lunala đường nào cũng thắng con Solgaleo hết. Sao đánh lại, chán ghê luôn á. Xong, vậy tí nhận quà. Ủa mà đâu có quà đâu. Hôm nay cuộc chiến với The Special không có quà đâu. Thấy đùa ngỡi là tiêu quá à. Lần này mới vô tụi mình được hai con Special rồi mà nó. Không có quà, không có quà. Gì vậy, gì vậy? Gì nhảy à? Vừa nhảy vừa khóc, vừa nhảy vừa khóc hả? Vừa khóc vừa cười ăn mùi cục cất. Không có quà cho gì tí gì hết. Trời ơi, mình không ngờ Sơn Galeo lại thua Lunala. Đúng là cái mấy cái chứng minh lần trước của mình nó đúng thật các bạn. Con Lunala nó mạnh thiệt chứ. Lần này mình thua thì mình do là GT nó chọn hơn lúc đầu nữa nó thắng được các bạn. Yeah. Rồi coi kìa. Yeah. Thôi được rồi các bạn ơi, chắc là video hôm nay mình sẽ dừng lại đây. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại like, subscribe ủng hộ cho tụi mình nha. Và các bạn đừng quên đăng ký thật nhiều, con núp GT nó vui quá, nó thắng mình cả mấy mùa liên tục, nó lại thua này nó thắng là chắc vui lắm luôn á. Chẳng hạn tao thắng cũng chả có quà gì hết trơn. Tại vì hôm nay mới vô là đã kêu không có quà rồi mà. Hôm nay là không có Special rồi mà. Hôm nay là trận chiến của Special rồi. GT phải biết trước chứ, quà đã công bố từ lúc đầu rồi mà. Được rồi, chào mọi người nha. Mọi người nhớ like thật nhiều cho clip này nha. Bye bye mọi người.